Ê, mời hai em ngồi. Mời. Trời ơi. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, lời đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý khán giả xem đài. Anh Quốc Thuận và lại chị Hồng Vân. Em tên là Khang, họ là Mai. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi Khang? Dạ, em 32 tuổi. 32. Wow, thiệt á hả? Em 32 thiệt á hả? Dạ. Thiệt với em luôn á, là chị nhìn em, chị nghĩ em cỡ chừng 20 thôi, 22. Vô cùng biết ơn. Ôi, bà xã của Mai Khang. Cô bé Mộc Lan. Dạ. Dạ, em chào chị Vân, chào anh Thuận. Em tên là Mỹ Duyên. Năm nay em 26 tuổi. Công việc hiện tại của em là ca sĩ phòng trà. Em hát dòng nhạc gì? Em hát nhạc ballad, nhạc trữ tình. Em hát thử một bài. Em hát cái bài mà anh che em ngay từ lần đầu tiên gặp á. Vậy hả? Đó, bài Tìm Lại Giấc Mơ. Đêm dài mình em bật khóc, sao lòng vẫn cố kiếm tìm. Tìm về một nơi ấm áp, giấc mơ ngọt ngào. Vì người ra đi lặng lẽ, vì người ra đi để em đớn đau. Hằn sâu vết thương riêng mình em thôi. Hay quá, trời, ta hát hay vậy mà nghĩ sao mà chê vậy? Tại sao em lại ghét cái đoạn này? Cái khúc đó để em kể cho chị nghe là bữa đó là duyên sinh vô band của tụi em có một cái band nhạc chơi cái dòng nhạc acoustic á. Thì bữa đó tụi em tập chung với nhau, thì trước cái bữa mà bà xã em vô band đó là em đã thấy có cái điều gì đó nó chẳng lành, là tại vì band của em lúc đó là 7 đứa là con trai hết. Dạ, thì khi mà thấy duyên sinh vô band cái em ngồi em nói liền trong đầu, em nói cái ăn ghệ này vô khi nào cũng làm cho band này tan rã luôn không ta, thì 7 thằng phải dành một con. Một tuần sau là bữa đó buổi chiều thứ tư, em nhớ hoài, em đi làm xong rồi sau đó em mới lại em rehearsal, em duyệt cái band đó. Thì bữa đó cô này hát cái bài đó, hát cái lần đầu mà so cái giọng hát một năm trước cái bây giờ chị nghe là rất là xa rồi. Cái lúc đó hát cái khúc đầu của em nghe, ồ phê, phê, giờ cũng này nghe cũng phê. Cái lá hồi dạo nhạc cái qua lại đoạn 2, cái nó, ủa lại hát vậy nữa. Cái em mới từ xa em vô em nói, em ơi em đừng hát nữa. Cái bà này đứng đĩa lại, cái hỏi ủa sao vậy anh? Em hát lần đầu vậy mà em hát lần sau giống vậy không có ai nghe em hát ở đâu, mà anh nói thiệt em đừng buồn, em hát vậy chó nghe em hát chứ không có ai nghe. Trời ơi. Sao mà hát ồn gì vậy? Lúc đó em nghe cái câu nhận xét như vậy em thấy làm sao? Em quánh giá liền. Quánh giá sao? Người này sao nó thô bỉ quá. Mà lúc đó tại vì em cũng để một phần là tại vì ông là trưởng band. Cho nên em không có nói nặng, không có nói nhẹ, mà thật ra tính cách của em là gặp người bình thường nói em sẽ bật lại liền. Thì tối đi về em ức quá, em ngủ không được. Em mới nhắn tin cho ông. Em kêu là bây giờ anh phải chỉ ra được cái chỗ nào mà em không hay, hay là hay chỗ nào anh phải nói cho đàng hoàng, chứ anh không được nói như vậy. Em ghét dã man luôn. Đó, thường người ta nói mà ghét thế nào cũng dính à. Đó. Em thấy câu nói đúng. Tụi em kết hôn khi nào? Em cũng thú thật là em với lại Duyên là mỗi đứa đều một lần gian dở hết. Em cũng có một người vợ trước, xong rồi cũng có một đứa con chung với người đó, bé gái đó là tên Caitlin, năm nay 6 tuổi, với vừa vô lớp 1. Mỹ Duyên tuổi trẻ cũng bồng bột, thì Duyên cũng kết hôn với lại cái bạn trai đó thì cũng sớm rồi, cuộc hôn nhân nó cũng chóng vánh. Duyên cũng có một đứa con trai lớn hơn con gái em 2 tuổi. Rồi như vậy là hai bạn mới chỉ mới lấy nhau thôi đúng không? Dạ, cũng được hơn 6 tháng. Vậy thì trong lúc yêu nhau có cái gì vui không? Dạ có. Có gây gỗ nhau không? Ồ, rất nhiều. Ồ, vui và gây gỗ nhau rất nhiều, đúng không? Cái lúc mà mới quen thì ảnh nói ảnh là single, không có biết là vẫn còn chung sống với lại vợ cũ. Có nghĩa là vì con cho nên là vẫn ở chung nhà. Cho tới khi là em qua nhà chơi, đi chung với band đi tập, đi qua đó tập á, thì em thấy. Em về em kêu thôi, nói liền. Không có vô mấy cái mối quan hệ quá phức tạp mà không có lối ra, rắc rối. Nhưng mà bà xã em có biết không? Dạ biết. Dạ, bà tại cô ấy vì bình thường cô ấy đồng ý. Dạ, tại thực sự tụi em chia tay nhau trong hòa bình. Lúc mà Duyên hỏi là bây giờ anh có độc thân không, thì độc thân tại vì lấy giấy tờ ly dị là đã làm xong xuôi hết rồi. Độc thân. Dạ, thì hợp thức hóa với lại nhà nước luôn là mình độc thân. Trước cái bữa đêm hôm đó là cái đêm mà tụi em ngồi tụi em nói chuyện với nhau, nói phone 3 giờ sáng, nói tới 3-4 giờ sáng. Duyên nhất định không là không. Thì cái đêm đó em ngồi mới thức, em mới viết một cái bài hát diễn tả lại là con đường của anh đi nó đã từng như vậy, con đường của em đi nó đã từng như vậy, tại sao bây giờ hai đứa mình lại không đi chung một con đường. Trời ơi. Cái
bài đó là sao em? Bài đó có thể em hát có thể tặng anh không? Em nghe bài đó trong khoảng 50 lần. Là ai hát? Ảnh hát luôn. Thôi giờ em hát đi khách. Đó đúng rồi, dạ. Kêu ảnh hát đi vì em hát nhiều. Có một cái đoạn trong cái bài đó là em tâm đắc, em viết em muốn nhắn gửi tới người này. Có những con đường mà ta chẳng hề chung lối. Em bước một mình vượt bao nắng mưa. Anh nơi đó có biết nơi này. Em mệt mỏi vẫn cố gắng cười. Vì em yêu anh, chẳng muốn anh phải nghĩ suy. Hay quá, đó, cái lời rất hay. Sau khi mà nghe cái ca khúc đó là em rụng rời luôn đúng không? Em rung động luôn và em quay lại luôn. Trước khi ông sáng tác hay là ông làm bất cứ một tại vì ông này ông làm bên kinh doanh, cái đầu ông rất là nhạy bén. Mà cái cách ông cua em cũng rất là nhạy bén luôn. Cái cách mà ông tìm hiểu em á, ông không có tự tìm hiểu, rất là sĩ diện. Gọi điện về Việt Nam có nguyên một đội ngũ sale của ông. Alo em, ok, bây giờ anh đưa cái em cái face chồng của cô nhỏ này đó, em điều tra cho anh nha, anh coi thử nhỏ này gia đình nó sao, nó như thế nào, có con cái rồi này rồi chưa. Xong rồi bắt đầu á, bên đó nguyên một đội ngũ sale là không mấy chục người đó, xong rồi cái bắt đầu họp lại một cuộc họp là bắt đầu giao thông tin là ở nhỏ này nó bây giờ nó đang single mom này kia, nhà nó ở đâu thế này thế kia ổng đó. Trời ơi, có chiến lược rồi, có chiến lược đó. Luôn xong cái bắt đầu mấy người nó hỏi ủa chứ anh kết nhỏ đó hả? Ok, không, khách hàng tiềm năng thôi. Ổng nói là tại vì ổng nói em là khách hàng tiềm năng của công ty là sau này sẽ hợp tác này nọ dài dài nhiều nhiều, mà trong khi em đâu có gửi gì công ty ổng đâu. Ổng tìm hiểu em trước để coi em có ok không. Trước khi em qua đây hả? Không, em đang ở đây. Em rồi. Ở đây rồi, bắt đầu mới có nghĩa tìm là hiểu anh về có ý với về em rồi. Gia thế đúng, về góc rồi. Rồi mới yêu. Chứ không phải là tự nhiên anh Tha, không có dạng giống như là có rung động ngay lần đầu tiên gặp yêu nhưng theo kiểu business. Đó đúng rồi, đó, yêu nhưng mà có sự tính toán mọi thứ. Rồi sau đó thì như thế nào? Sau khi thời gian cái hai đứa mới chấp nhận quen nhau thì kêu duyên ra ở riêng, thì lúc đầu là em xin duyên em nói là thôi anh ở với em thì không vấn đề đó, nhưng mà cho anh xin một tuần hai ngày anh về anh ở với lại con bé tại vì anh nhớ nó lắm. Rồi bây giờ ở với nhau 6 tháng có phát hiện tật xấu gì của nhau không? Tật xấu, trời ơi, tật xấu quá trời luôn. Tật xấu đầu tiên là rất bừa bãi, thay cái áo quăng đó, cởi cái quần quăng cái quần đó, tất là hả đây chiếc kia chiếc. Em là em có cái tính là em rất hay chụp hình, em chụp lại là hết cãi. Đó, em chụp lại xong kia, sao cái gì em cũng chụp như vậy, em chụp lại cho anh khỏi chối. Trời ơi. Cái tật xấu thứ nhì là rất nóng tính, rất hay tự làm đau bản thân của mình. Những lúc cãi nhau, cầm kéo đâm thật chảy máu. Thiệt đó, luôn á hả? Thiệt đó, đó rất là bệnh hoạn luôn á. Mà những lúc mà cãi nhau với em là đỉnh điểm rồi, không biết làm sao nữa. Nguy hiểm lắm nghe. Tức đó, bạn có tính rất là xấu. Rồi có đánh vào đầu mình hay có đập đầu vô tường không? Có, rất là làm đau chính bản thân mình là bạn chảy máu gì em rất nhiều lần rồi. Rồi, tiếp. Bạn này là có sở thích là sưu tầm những cái gì đó bạn thích. Bạn ấy rất là thích mua đồ, cho nên là tất cả những cái gì mà cảm thấy tiện lợi trong nhà cho phụ nữ trong nhà bạn đều mua hết. Em từ ngày mà dọn vô em không mua một cái chén, một cái đũa, một cái gì hết, bạn tự tay mua hết. Kể cả là những cái đồ mà nó tế nhị của em, bạn cũng mua luôn. Ôi ôi, nó. Bạn chu đáo vậy, có khi nào em nghi ngờ giới tính của bạn thôi. Có anh ơi, trời ơi anh không nói em quên luôn á. Lần đầu tiên em ở chung với bạn, em nghi ngờ giới tính của bạn. Thì bạn em thấy bạn biến thái quá. Bạn này có cái tính là khi mà bạn ở chung nhà, bạn không có thích mặc đồ. Bạn chỉ mặc một cái quần lót thôi, rồi đi tới đi luôn quanh nhà vậy đó. Thì em thấy bạn mặc cái quần lót Mickey Mouse. Ôi vậy hả? Em cứ chỗ ông này sao ổng có cái sở thích gì kỳ cục như vậy, bạn nữ tính. Chị tưởng màu hường. Chị tưởng mặc đồ màu hường hay là màu tím đó. Không, màu hường thì... Vậy hả? Vậy chị anh kìa. Màu hường với màu tím. Ờ, đó. Nhưng mà giới tính đâu có hiển thị qua cái quần đúng không em? Dạ. Phải check nhiều thứ nữa chứ. Không, em check rồi cho nên em mới ở tới già chứ. Rồi bây giờ tới em. Đó, cô ấy có bao nhiêu tật xấu? Xấu dữ, những cái xấu dữ. Dạ là cái ghen. Xấu đau, xấu đớn á. Ghen. Ghen là một cách vô tội dạ, vô tổ chức. Ghen không có quy hoạch. Ghen là ghen. Vô lý Hùng, vô lý Hải, vô lý Nhã Kỳ luôn. Là bao nhiêu cái lý là lôi ra hết luôn. Rất là vô lý luôn mà. Như Facebook vậy đó, chị biết cái phone em, tại em chơi nhạc á, cái em hay để cái phone em lên. Xong rồi cái em đàn thì cái phone em không có được để cái màn hình nó tự động nó tắt. Em cứ để nó on vậy, cái em bỏ túi quần thì
lúc mà mình đi tới đi lui cái nó trượt lên thì nó bấm vô like, nào lúc thì like lúc thì thả tim, mà ác cái là toàn là con gái không à. Đang đi làm nail tự nhiên cái gọi về, sao anh like hình con đó vậy, rồi thả tim đó nữa, nó bận đồn như vậy mà thả tim nó được á hả? Thả tim ai đâu bà, sáng giờ làm chết bà luôn, thời gian đâu mà like thì thả tim. Nói gì nữa nè? Tính thứ hai là có một cái biệt tài, em bảo đảm thề luôn là trên thế giới này rất hiếm người có, chỉ có trên phim hài rồi sitcom rồi thôi, tức là chế những món ăn. Chị có tưởng tượng giống như là ăn pizza mà ăn với lại mắm nêm. Trời ơi, anh thấy ghê chưa? Đó, tức là ăn đồ Tây ta, tao nói nó lẫn lộn mà. Vô á. Dạ, không thể nào tưởng tượng được những cái món rất là quái đản chị. Rồi có biệt tài gì thêm nữa? Khoe là thợ cắt tóc, em nói thôi em cắt tóc được thì em cắt cho anh luôn đi, anh khỏi mất công đi ra ngoài, anh tốn 15 đồng, 5 đồng tiền tiếp nữa, tiết kiệm được tháng biết bao nhiêu tiền. Ừ. Cái em mới ngồi chỉnh chu cho cắt vậy, thì lúc cắt xong rồi cái hay lắm chị, gọi là nghệ thuật là ánh trăng lừa dối luôn á. Ừ. Cắt xong lấy nước xịt luôn, chảy tương tất giống vậy nè. Cái em yên tâm rồi, thì là ngày hôm sau em đi công tác. Cái đối tác của em nó cũng Việt Nam mà nó người Huế. Ông nói khả ai là cắt cái đầu cho mi mà cắt đề cái thước lên mà đo ý vuông mà cắt. Là chị tưởng tượng là giống như cây thước IKEA vậy, ngay đây xong rồi cắt ngang qua đây nè, là ngay nguyên một cây thước IKEA vậy đó. Dạ đó, nó xéo qua vậy nè. Rồi lúc đó em không có để ý, Mỹ đưa phổn để tôi chụp hình cho Mỹ coi. Trời, ai cắt cho Mỹ cái đầu ni là gọi là vua hầu, cắt với ni là vua hầu. Trời, ngồi kế bên cười mà cười như một con điên vậy. Sao em nói đây? Không phải, em minh oan, em nói với ổng là ở Việt Nam chỉ làm tóc nữ thôi, em không có là cắt tóc nam. Em kêu là tóc nam chị mới học thôi. Ông kêu ok, không sao, cắt đi. Tại vì ổng khuyến khích em quá, em thích quá, em muốn làm tới. Rồi em có mong muốn ổng thay đổi điều gì đúng không? Đó, tất cả những cái gì xấu em đã nói ra. Cái đầu tiên là phải biết yêu thương bản thân mình hơn. Ừ. Bớt nóng tính, bớt bỏ nhà đi. Tại vì mỗi lần cãi nhau là bỏ nhà đi. Mà em đã ngay từ đầu là em đã nói là không được. Có cãi nhau mấy cũng không được bỏ nhà đi. Rồi tới Mai Khanh. Dạ em thì... em chỉ muốn vợ em phải chịu khó, tại vì em cũng còn trẻ, em cũng hiểu ở cái tuổi này mà để hiểu vị tha với lại tha thứ rồi thì nó cũng hơi khó. Em cứ nói hoài, em nói hai đứa đã từng trải qua va vấp quá nhiều chuyện buồn rồi, thì giờ mình gặp nhau mình sống cho nó vui vẻ. Chị thấy hai vợ chồng em đều có mong muốn thay đổi là bớt nóng tính. Thực ra là gì, 6 tháng đầu mà trong hôn nhân á, thường là bây giờ tụi em đang phải cọ sát á. Chị thấy như vậy nè, cái người đàn ông này á rất là đáng thương. Thành ra nếu thực sự nếu em mà yêu chồng em thì theo chị em nên là cái người phải gánh hộ và hỗ trợ ảnh trong cái việc mà để ảnh giải tỏa những cái khó xử trong cuộc sống của ảnh. Tại vì sao? Ảnh đã xác định em là cái người đi suốt con đường với ảnh rồi, thì em phải nhớ rằng anh là của em. Ngoài cái tình yêu ra ha, thì em phải có cái tình thương nữa. Thì vợ chồng son mà em 6 tháng thì bây giờ cái tình yêu nó nhiều hơn tình thương. Nhưng bây giờ em phải ấp cái tình thương vô nữa. Thì em sẽ thấy rằng em thương con em như thế nào thì em phải thương chồng em như vậy. Chồng em bị đau một chút xíu em phải đau hơn. Thì lúc đó em sẽ thấy là mọi thứ nó rất là nhẹ nhàng. Chúc cha hai em sẽ thuận hòa, luôn luôn hạnh phúc và thấu hiểu nhau. Dạ, em cảm ơn chị Hồng Vân, cảm ơn anh Quốc Thuận đã chia sẻ.